đó Đà Nẵng có. Không biết tôi chưa. Bán từ mấy giờ chú? Mình bán từ mấy giờ? Bán khoảng 6 giờ là có rồi. À. 5 rưỡi là bắt đầu là 3-4 giờ là bắt đầu làm rồi, 5 rưỡi là bắt đầu. 5 rưỡi 6 giờ là bắt đầu. Mình làm 20 năm rồi mà. Dạ. Nướng xong ra màu đấy.
bao nhiêu tuổi rồi cô? Hả? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô năm nay là 60 tuổi. À, nhìn xanh điệu quá đó. Cô trông không cách quá, không phải như người già. Phụ nữ là lực tuổi nào cô cũng đẹp hơn, không có biết đâu. Em bánh mì cô biết kìa. Dạ. Cô là tướng hàm cũng thành cây, cô là cây cũng thành cành du lịch, cành cây hay không? Cây cũng quay luôn lộn của em à. Thật thà. Cô bán ở đây thì cũng lâu rồi. Nhưng mà cô mới mở ra quán rộng rồi, chứ hồi xưa cô bán ở quán nhỏ. Con hai ổ hả con? Dạ. Cái gì bán gì vậy thầy? Bán rạng thị kìa. Thank you.